Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ngăn chặn thành công hai nhóm thanh niên có vũ khí chuẩn bị thanh toán lẫn nhau tại quận 1. Theo công an, vào khoảng 18 giờ, tổ công tác phản ứng nhanh 113 nhận được tin báo có hai nhóm người đang xích mích nhau tại một quán cà phê trên quận Nhất và có vũ khí nóng nên đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã đưa ba đối tượng của một nhóm gồm Huỳnh Xuân Bách, Đào Lương Đăng Khoa cùng 15 tuổi ngụ tại quận 3 và Ngô Lê Kỳ Quang 27 tuổi ngụ tại tỉnh Bạc Liêu về trụ sở để làm việc. Đồng thời còn thu giữ hai gậy ba khúc bằng kim loại, một con dao dài 30cm và một bình xịt hơi cay từ ba người này. Làm việc với cơ quan chức năng, cả nhóm khai do có xích mích mua bán trên mạng với một nhóm khác nên hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn. Đang trong lúc chuẩn bị dùng vũ khí thanh toán nhau thì bị công an tới và mời về trụ sở làm việc. Thưa quý vị, sáng sớm nay, trên đường Trần Văn Dầu, đoạn qua xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt làm một người chết. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, xe buýt số hiệu 81 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân, biển số 53N5523, lưu thông trên đường Trần Văn Dầu hướng từ Long An đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn cách giao lộ Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh khoảng 50m thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 59C1-66079 do anh Nguyễn Thanh Quang, 37 tuổi ở huyện Bình Chánh cầm lái chạy cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an huyện Bình Chánh đến xử lý điều tra nguyên nhân tai nạn. Thưa quý vị, sáng nay, một vụ tai nạn vừa xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn thuộc địa bàn xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, khiến một cụ ông bị tông chết. Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trương Trung, 80 tuổi, ngụ tại xã Quảng Tiến, điều khiển xe máy mang biển số 60V44933 băng qua đường ngang dân sinh, đoạn thuộc ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến. Cùng lúc này, tàu lửa mang số hiệu SNT7 lưu thông trên đường sắt Bắc Nam hướng từ Khánh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh vừa tới đâm vào ông Trung, khiến ông Trung và xe máy bị hất văng vào lề đường. Ông Trung đã tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để ghi nhận vụ việc. Nhân viên trên tàu cũng ở lại để hỗ trợ giải quyết vụ việc. Một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Cộng Hòa, đoạn qua quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ, tài xế Ngô Văn Đồng, 32 tuổi, quê Bình Định, điều khiển xe tải trên đường Cộng Hòa hướng từ ngã tư An Sương đi công viên Hoàng Văn Thụ, vừa qua giao lộ Trường Chinh thuộc địa phận phường 15, quận Tân Bình thì cabin xe bất ngờ bốc khói. Tài xế cho dừng xe kiểm tra thì đầu xe phát hỏa bốc cháy dữ dội. Tài xế cùng người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy. Sự cố trên khiến đầu xe bị cháy rụi, một phần thùng xe bị cháy xém, giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng quận Tân Bình đã đến xử lý vụ việc, điều tiết giao thông qua khu vực. Thưa quý vị và các bạn, nỏ bắn tâm nói riêng và muôn vàn những món đồ chơi nguy hiểm đã và đang trở thành mối lo ngại cho những bậc phụ huynh. Bên cạnh các biện pháp giáo dục, phòng ngừa, xử lý đủ sức, răn đe của các cơ quan chức năng, thì các gia đình cần sát sao hơn con em mình trong việc ngăn ngừa những thú chơi thiếu an toàn. Thưa quý vị, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đánh bạc quy mô lớn xảy ra tại vũ trường Diamond thuộc phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Theo cáo trạng, 7 bị cáo gồm Hoàng Đình Thắng, Hoàng Văn Nhân, Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa, Võ Cao Kỳ, Lê Thị Thùy Vi và Võ Quang Tịnh đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2016 về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại vũ trường Diamond. Qua quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận từ ngày 10 tháng 7 năm 2016 đến ngày 14 tháng 8 năm 2016 đã đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề qua tin nhắn điện thoại di động và cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 4 bị cáo Hoàng Đình Thắng, Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa và Hoàng Văn Nhân mỗi bị cáo 5 tháng 8 ngày tù giam. 3 đối tượng còn lại gồm Tịnh, Kỳ và Vi đã bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng. Cũng trong sáng nay, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với Huỳnh Văn Tài, 43 tuổi, ngụ huyện Dòng Riền và Lê Văn Cảnh, 59 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây chính là hai đối tượng trộm hơn 3 tấn gạch chì dùng để chắn tia phóng xạ tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Xạ trị thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang. Ước tính thiệt hại lên đến 7 tỷ đồng. Vào tháng 1 năm 2016, Cảnh và Tài được công ty bảo vệ Đại Long Phi phân công đến bảo vệ và giám sát bảo vệ các kiện hàng tại công trình đang xây dựng ở Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang. Tuy nhiên, Cảnh nhiều lần lấy trộm gạch chì đưa cho Tài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
tính đến tháng 5 năm 2017, Cảnh đã thực hiện trên 30 lần lấy trộm với tổng số lượng gần 3.300 kg chì, tài mang bán phế liệu với giá mỗi kg 30.000 đồng, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng. Sau khi bị chủ đầu tư phát hiện mất cắp, Cảnh và Tài bỏ trốn đi làm bảo vệ ở nơi khác. Đến giữa tháng 7 năm 2017, Cảnh và Tài bị công an bắt giữ, ước tính thiệt hại tài sản mà hai đối tượng này gây ra gần 7 tỷ đồng. Xin chào mọi quý vị đang đến với chương trình Hành trình văn hóa Việt. Ngày xưa Việt Nam có những cái làng nghề làm quạt, còn hiện tại có những cái quạt mình sạc pin và mình xài ngay tại phim trường như thế này, rất sung sướng, ngay cả là có cái đèn luôn, thấy không? Hiện đại chưa? Mát quá, khán giả cũng thấy mát. Đây không phải là lần đầu tiên Kayo được đến và giao lưu cùng bà con Bana. Dân tộc Bana là những người rất là dễ thương, rất là gần gũi và đặc biệt là rất là nhiệt tình trong tất cả những cái gì mà họ làm. Kayo là một người rất là may mắn được đi từ Bắc vào Nam và gặp rất là nhiều những anh em dân tộc. Mà Kayo phải nói là người Bana có vẻ là một cái nhóm dân tộc hiếu khách nhất. Họ rất là thích những niềm vui nhỏ nhất như là uống rượu cận với nhau, rồi nhảy múa, cũng như là chia sẻ về cái nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Bana. Và Kayo thấy lúc Kayo được đến một cái làng chính thức của người Bana ngày hôm nay, là Kayo cảm nhận được cái sự ấm áp ở đây. Hạng Ye là một người, đúng là một người rất đẹp, rất là có duyên. Cái nét mặt của Hạng Ye cười cũng có duyên và nói chuyện cũng có duyên. Thực sự là Kayo thấy Hạng Ye là một trong những người rất là gần gũi, và điều đó đã làm cho Kayo cảm thấy hết sức là thoải mái lúc Kayo làm MC. Hạng Ye cũng chính là người đã giúp cho Kayo hiểu sâu sắc nhiều hơn về cổng chiêng và lý do tại sao đó là một cái di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Anh Nghe là đã giải thích cho Kayo một cách rất là sâu sắc để Kayo hiểu nhiều hơn, và Kayo chỉ thấy là cô ấy là một người rất là có duyên và rất là dễ thương.